Còn đúng 7 phút đếm ngược là bắt đầu là đúng không không giờ tối ngày hôm nay là những cái môn chơi chỉ có duy nhất trong Vin Play của nhãn hàng Sun Play, và cũng như là kết hợp cùng chung với lại Shopee. Thì là Shopee sẽ tung ra những cái môn chơi cũng như là có những cái deal giới hạn chỉ có trong Vin Play cũng như là có trong cái khung giờ từ 0 giờ cho tới 2 giờ sáng thôi. Vậy thì các anh chị nào đang quan tâm về những cái sản phẩm của nhà tụi em thì tranh thủ bỏ sản phẩm vào trong giỏ hàng, thanh toán, chốt đơn. Nha mọi người nha. Mình cũng biết là voucher có giới hạn cho nên mọi người muốn thấy là mua liền, thấy voucher là mua liền cho nha mọi người. Đừng có đợi chờ cái gì hết á, đợi chờ là mất lượt nha. Đúng rồi, đợi chờ là mất lượt. Ngoài ra là hết voucher là coi như giá trở lại lại ban đầu đó mọi người nha. Mọi người ơi, đó. Mọi người đã xác không ạ? Không nha, Sun Play đỏ mặc áo trắng không bị vàng nha. Em đã test thử qua trước đó rồi, cái dòng Sun Play đỏ là cái dòng này Super Lock 8 SPS 81 đúng không? Dạ. Mà cái dòng này để dùng cho khi nào bạn chị đi biển hay là đi đi dự kiến mà chị sắp tới mà chị đi du lịch với lại gia đình chị đó thì chị nên chốt cái sản phẩm này nha chị ha. Còn nếu như mà chị sử dụng hàng ngày thì chị không nên sử dụng sản phẩm này, tại cái SPS nó rất là cao, lên đến tầm 81 lần. Kêu lên nhiều anh cái sản phẩm này luôn nha. 100 bao nhiêu ta? 151 ngàn. Trời ơi. Giá này chỉ có trong live stream thôi, chứ ra mà mọi người mua thử đi, mọi người check đi rồi mọi người thấy nó không có giá có như thế này đâu nha. Vẫn có rất nhiều cái màng lọc xịn trong sản phẩm này, ngoài ra còn bổ sung cho mọi người những cái thành phần chờ đến từ những cái thành phần vitamin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, giúp hỗ trợ cho cái da của mình mọi người sáng lên cũng như hỗ trợ nên tông da và cũng như là bảo vệ da cho mọi người rất là mát. Nhưng mà cái kết cấu của sản phẩm này thì em recommend cho mọi người là nên phù hợp dành cho sử dụng cho body thôi. Còn khi nào mà đi biển thì mọi người mới hẳn sử dụng lên trên mặt, nhưng mà phải cấp ẩm kỹ cho em ha. Cấp ẩm kỹ cho em. Mọi người nhớ tẩy trang kỹ đó với em là giúp em. Đúng rồi, cái màng lọc, màng cái chất của em này nó sẽ hơi dày một tí xíu. Tại vì cái màng